cái này là cái cửa vòng Milwaukee, mã của nó là 2629. Con này có thang nha anh em. Cái đời rộng, cái bờ rộng của cái lưỡi cắt tầm khoảng chắc 10 á. Mình cũng không có thước đo nha. À, thì mình lắp cái pin vào xem. $249. Này anh em chuyên làm inox thì ok. Thì cái này có cái lưỡi nha, lưỡi cắt inox sắt nhôm.